Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đổi gió về một chủ đề mới ha. Trước giờ các bạn xem kênh YouTube của mình thì toàn là nội dung về đầu tư nào Forex, nào chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Mỹ, rồi chơi game, rồi đi bộ, chạy bộ, du lịch, đủ thứ. Nhưng tất cả để có những video như hôm nay, có những cái thành công như hôm nay để mà gắn bó với thị trường tài chính dài hạn cũng như mà mình được đi định cư ở nước ngoài thì bắt nguồn không thể thiếu chính là tiếng Anh. Như các bạn biết, năm 2014, 13, 14 ha, mình đi châu Âu thì mình bước đặt chân lên nước Đức, là trong đầu mình nghĩ ôi tuyệt vời quá, ước gì mình sẽ được định cư ở Đức. Thì cái suy nghĩ đó sau cái đợt 2000 tháng 5 2013 mình đi du lịch được đó, thì mình về bắt đầu suy nghĩ tới cái định hướng là làm sao để mình được đi ra nước ngoài định cư. Đó là cái idea đầu tiên ha, idea đầu tiên để mình suy nghĩ, mình vượt ra khỏi cái vòng an toàn của mình và mình chọn nước Mỹ để mình dấn thân thử nghiệm. Tại vì nước Mỹ lúc đó có một cặp vợ chồng mà cũng là bạn giúp đỡ cho mình trong 9 tháng ở bên nhà, không có chi phí, có nghĩa là toàn hầu như là miễn phí rồi đó, rất tuyệt vời ha. Nhưng mà sau đó mình bị thất bại, nói cùng là tiếng Anh không có, phần lớn dựa vào mình làm việc cho những người Việt thôi, không có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp hàng ngày, để nói chuyện, nên là rất khó để phát triển công ty thời đó 2005 ở Mỹ. Và cuối cùng kết quả thất bại là mình phải đóng cửa công ty, quay về nước. Thì đợt đó mình về nước là hầu như là 50% tài sản mình gây dựng ở trước tuổi 30 ha, 29 tuổi, 30 tuổi mình gây dựng thì mình bay mất 50% tài sản. Và thời điểm đó thì mình bắt đầu mình về lại, mình nghĩ rằng nếu mà không học tiếng Anh thì chúng ta không thể nào bước ra thế giới, không thể nào bước ra khỏi cái vòng an toàn của chúng ta được. Và đó là lý do mà 2016 mình bắt đầu mình phải tự học lại tiếng Anh. Tại các bạn biết là với những cái thế hệ 8X như mình á, là tiếng Anh của mình phát âm cực kỳ tệ, không chuẩn, nói giống như là English chứ không phải là English, nên là hầu như là sai hết, mình sửa rất khó, không nắm được cái ru sửa này kia đủ thứ, thì học cũng không tiến bộ gì. Sau năm trời học không tiến bộ gì, tới năm 2017 thì mình nghĩ tới chuyện là phải luyện IELTS để mà đi du học. Tại mình đã thất bại nhiều cái lĩnh vực khác, để đầu tư thì thất bại, đầu tư để đi định cư thì cũng không có gì ra trò, mà tài sản đó mình không đủ, đã mất thất thoát nhiều rồi, thì mình phải học lại bằng tiếng Anh. Và với cái bằng cấp IELTS yêu cầu là 6.5, 5.5 đến 6.5 mới được đi du học. Và thế là mình cài học tiếng Anh, học đầu con tầm cũng gần một năm nữa, 2017 cũng không tiến bộ bao nhiêu, cũng tầm đi thi thử, thì thi IELTS thì mình chỉ có bằng là chỉ có tầm thi thử thì tầm chỉ có 3.5 thôi, 3.5 IELTS. Thì vì thế mình biết là điểm yếu của mình là mất gốc tiếng Anh, đúng không? Mình cải thiện tiếng Anh thì mình cải thiện tiếng Anh một thời gian, săn tìm đủ thứ cơ hội để học đủ thứ khóa học ở Việt Nam nhưng đều không hiệu quả, tại vì mình mất cái gốc, mất cái nền tảng là từ phát âm không có chuẩn, nó không ai hiểu và nghe cũng được, tại vì từ đó mình phát âm kiểu khác mà thực tế phát âm đúng là kiểu khác, nên là mình không có tiến bộ. Đó là lý do tại sao tháng 11 năm 2017 mình đã chọn Philippines để mình học lại tiếng Anh. Đó là bước ngoặt để thay đổi cuộc đời mình. Chính nhờ ở Philippines học 2 tháng thôi, tới tháng 12 mình quay trở về thì coi như là mình đã biết được làm sao để học tiếng Anh, làm sao để cải thiện được tiếng Anh của mình từ người mắc căn bản 3.5 IELTS. Sau đó mình lại thi cải thiện thời gian, sau mình thi lên được 5 chấm IELTS. Và để bỏ lên 5.5 để đi được đi du học New Zealand, để du học gọi là cao học New Zealand thì cũng không được, lên không nổi, cũng không muốn thi nữa, tại vì học xong là bị thoát vị địa điểm cổ này kia cực lắm, có nghĩa là mình học mình cài thì trước giờ mình không có tập trung mà liên tục 24/24 rồi, quá khứ là mình đã ngồi máy tính suốt ngày để mình đầu tư, học đầu tư rồi tài chính rồi cực rồi,
là 7 tháng năm ròng cực rồi mà học thêm cái tiếng Anh nữa là mình bị đứt bóng, có nghĩa là mình bị bệnh thì phải điều trị 9 tháng thì coi bỏ hết mọi cơ hội. Nhưng sau đó thì mình lại suy nghĩ tới chuyện nếu chúng ta không đi bằng con đường du học để định cư thì mình chọn con đường là đi bằng tiền bạc, thì lúc đó là nhờ mấy khoản đầu tư mình phục hồi từ tiền ảo, từ bất động sản này kia phục hồi, lúc tài sản cũng đủ rồi, cũng đủ tạm thời để bước ra nước ngoài khoản đầu tư đó. Đó là lý do tại sao mình đi định cư ở Slovakia, thì lúc đó mình đi để tốn có tầm 5 tỷ rưỡi á, để mình đi mình có được thường trú dân luôn, khỏe hơn nhiều so với mình bỏ ra mấy trăm triệu để đi du học mà học tới mấy năm trời sao chưa chắc là mình có được công việc ở lại với tiếng Anh là tệ như thế này. Đó nên là mình phải phải thực hiện kế hoạch là mình phải ra nước ngoài trước theo cái số tiền, với số tiền đó thì mình có cầm thâu với tài sản mình cũng không hơn bao nhiêu đâu, mình là bao nhiêu mình lưu đó, nói cùng là mình phải vượt ra khỏi vòng an toàn để mình thực hiện cái kế hoạch lớn hơn vì tương lai của hai con. Tại với cái số tiền 5 tỷ rưỡi đó mà để nuôi cho hai đứa ăn học ở Việt Nam và học trường quốc tế thì chắc chắn không có cửa rồi, mà ăn học để sau này ra du học nước ngoài thì đứa 1 năm 1 tỷ cũng có cửa luôn. Vì thế thì mình thà mình bỏ được 5 tỷ rưỡi đó mà mình cho hai đứa con mình học tới lớp 12 miễn phí đó, học miễn phí bên này miễn phí ha, rồi sau đó là học đại học nữa mình có thể nó tự học tự vay tiền nó học, hoặc là đi du học ở Đức miễn phí, tại vì Đức ở nước Slovakia là lớp 5 họ dạy tiếng Đức rồi, đó, lớp 1 là họ dạy tiếng Anh rồi. Nên là ở một đất nước mà tiên tiến như ở khu vực châu Âu này á, thì các bạn sẽ biết tới mấy ngôn ngữ, là đẹp nhất là 3 ngôn ngữ ha, ví dụ đẹp nhất là 3 ngôn ngữ nên rất tuyệt vời, thì có nghĩa là ngôn ngữ mẹ đẻ, học thêm tiếng Anh, học tiếng Slovak, học thêm tiếng Đức nữa đó, tính ra là thành 4 ngôn ngữ đó. Nên là nó tiện tiện rất tiện, và với những chi phí đó mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta cho học thì nó cũng 5 tỷ rưỡi, chả là cái quái gì, không đủ đâu, không đủ nuôi tới lớp 12 đâu. Mình nói chỉ chuyện bỏ lên tới đại học, rồi đại học là ở bên này thì chúng ta có thể học miễn phí luôn đó, tiện tùy trường tùy nước mà chúng ta được học miễn phí, ví dụ chúng ta qua Đức đại học là miễn phí rồi học sướng là nhiều lĩnh vực của Đức là nó học kinh nghiệm nhân tài, một tỷ cho Việt Nam qua mỗi 1 năm các bạn tốt chỉ mấy nghìn thôi. Nhưng nói gì nói để mình có ngày hôm nay cũng chính vì mình thay đổi bằng cách học tiếng Anh, và đó là chuyện quá khứ. Với chuyện hiện tại mình đang nói về chuyện hiện tại thì hiện tại mình sẽ mua rất nhiều cái khóa học tiếng Anh về Think and Grow Rich, hoặc là những cái để học làm giàu từ những bậc thầy đó, rồi học đọc những cuốn sách đó, đọc những cuốn sách từ mình xem đó, cuốn sách mua này thì chi phí không có nhiều, chỉ 37 đô là bạn có được cái này thôi, có được cuốn sách này mình đọc đó. Thì người cải tiến tiếng Anh để hiểu được những thứ này, để hiểu những cái đoạn video mà họ nói ở trên này thì chúng ta tiếng Anh từ vựng, thì mình khả năng của mình cũng chỉ nghe hiểu được 50 đến 60% thôi, chứ không có phải là được hiểu hết tất cả mọi thứ. Nên là bắt buộc là chúng ta phải học lại tiếng Anh cao hơn nữa, năng lực của chúng ta cao hơn nữa thì chúng ta mới bước ra được thế giới. Chưa tính đến chuyện là các bạn xem là những cái cuộc phỏng vấn về thi quỷ xem. Tại sao mình nói ra đây để là các bạn có cái động lực để thay đổi cuộc đời ha, chỉ có học tiếng Anh là chúng ta mới thay đổi cuộc đời dễ nhất và miễn phí nhất, rẻ nhất, không có gì bằng. Ví dụ như cái tiền ở đây mình lấy cho thùng web mình cho nó dễ ha. Tuy là mình có thể hiểu nói được chuyện căn bản, nhưng để thực hiện một cuộc phỏng vấn với một bên chuyên môn thì điều đó là mình khả năng mình sẽ không làm được các bạn ha. Đó là lý do tại sao. Có nghĩa là mình nghĩ tới chuyện là mình đang giao dịch quỹ cho mấy cái quỹ tài chính đúng không, và tiếng Anh của mình chỉ nghe hiểu đọc trên máy tính thôi, để mình giao tiếp mà với một đối tác thứ ba phỏng vấn mình thì mình sẽ không nói, không có đủ khả năng, thì từ chuyên môn mình còn thiếu và nói tiếng bập bẹ nó còn yếu ớt lắm, giao tiếp mình còn yếu lắm, không có vấn tuy đọc hiểu dịch dùng máy tính xử lý những công cụ hỗ trợ thì ok, nhưng với mà giao tiếp trực tiếp thì mình thua. Đó là lý do tại sao mình đây những tất cả những cái thành những trader mà thành công với quỹ thì đều được phỏng vấn, đều được phỏng vấn tiếng Anh. Đây là cơ hội để chúng ta vươn ra thế giới mà tiếng Anh của mình lại bập bẹ,
đúng không? Mình chỉ có thể sống cuộc sống giản dị bình thường, không có thể dùng giao tiếp tiếng Anh hàng ngày nhiều được. Nếu mà có cơ hội, nếu như lỡ sau này mình thành công với quỹ mà được quỹ mời mình vào phỏng vấn để mình vươn ra thế giới mà mình lại từ chối vì tiếng Anh là điếu, thì đó là một sự sai lầm, một sự thất thoát lớn cho tương lai của bạn. Đó là lý do tại sao mình phải học tiếng Anh. Thì học lại tiếng Anh thì chúng ta phải tìm những cái nguồn nào đó chúng ta học phù hợp miễn phí đó. Tất cả các bạn biết thì bây giờ ai cũng làm việc khó khăn, kiếm tiền rất khó khăn, không có dễ mà dễ rồi tôi nói, nhưng mà tiếng Anh mà chúng ta học ra ngoài chúng ta trả phí thì tất nhiên chúng ta được có thầy cô chỉ dẫn dễ dàng rồi, nhưng mà với những bạn không có điều kiện thì sao? Chúng ta cũng đang là gia đình khó khăn không có điều kiện thì sao? Vì thế chúng ta phải học những cái phương pháp học tiếng Anh miễn phí từ những người sụt, từ những nguồn gốc miễn phí để chúng ta học. Vì thế đó là lý do tại sao hôm nay mình chia sẻ cái video này, mình nói ra những cái quá khứ và những cái động lực để mình cùng hướng tới thay đổi bản thân mình, cải tiến hơn. Ví dụ như cả phương pháp giao dịch tài chính của mình chỉ có thành công, tỷ lệ thành công 50 đến 60% tỷ lệ thắng thôi, có lúc cũng chỉ 40% tỷ lệ thắng thôi. Thì như thế để mình cải thiện được tỷ lệ thắng lên tới 60%, 70% mà cao hơn, bắt buộc mình phải học, mình học 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 nữa, mà học tới khi nào tới gì dạ luôn. Tại vì cái món này nó dùng với tất cả đời sau này, lúc nào chúng ta về hưu chúng ta có thể giao dịch được, chúng ta rảnh như nào chúng ta giờ. Thứ hai chúng ta có thể đi du lịch, tới thứ hai chúng ta dự nghỉ, thứ ba, thứ tư, thứ năm chúng ta lại giao dịch thành công xong, thứ sáu chúng ta lại du lịch tiếp tới thứ hai gì đó, cuộc đời về hưu nó sướng nhỉ. Mà bắt buộc để làm được chuyện đó chúng ta phải giỏi tiếng, để học thêm tất cả phương pháp những kiến thức tốt từ thế giới chúng ta cũng phải học tiếng Anh. Vậy tại sao chúng ta không cải thiện những cái gì chúng ta thiếu trước rồi chúng ta nghĩ tới chuyện cái kia? Đó, vì thế chúng ta phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cái tư duy của trong ta một chút, là chúng ta chịu khó mỗi ngày không nhiều đâu, 15 phút nửa tiếng thì chúng ta luyện tiếng Anh, thế đời sẽ thay đổi từ đó. Mình thay đổi rồi đó, mình thay đổi rồi. Ngoài ra chúng ta có kiếm cái động lực thì chúng ta dựa thêm những phương pháp tự kiểm thị để chúng ta ép chúng ta là được thay đổi cái tiềm thức của chúng ta. Trước giờ thay đổi những cái tiềm thức mà chúng ta nghĩ là chúng ta không bao giờ học được tiếng Anh, chúng ta sẽ yếu tiếng Anh, chúng ta không không thể học được một từ của cả đời, thì chúng ta thay đổi tiềm thức chúng ta gấp trên lại nó là chúng ta sẽ học được tiếng Anh. Chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ học được, tôi viết nội dung chúng ta lẩm bẩm hàng ngày từ sáng tới tối, chúng ta sẽ học được tiếng Anh, chúng ta sẽ giỏi về tiếng Anh, chúng ta sẽ làm giàu về tiếng Anh, chúng ta sẽ kiếm tiền bằng tiếng Anh, chúng ta phải du lịch toàn thế giới nhờ tiếng Anh. Lập trình hết tất cả những gì trước đây chúng ta nghĩ chúng ta là sẽ không học được, không làm được, thì chúng ta sẽ sửa lại hết, thay đổi kiến thức của chúng ta để chúng ta có cái động lực, có một ý chí để chúng ta học đó. Từ hợp sắp tới mình sẽ cùng các bạn học, mình cũng chỉ bập bẹ thôi, có thể mình có thể hơn một khoảng nào đó ở trong cái chuyên môn của mình, nhưng có thể tiếng Anh thì mình chả là gì, học hàng ngày mình phải học. Vì thế mình tạo ra một ý tưởng là học tiếng Anh cùng tất cả các bạn để phát triển cái kênh YouTube, làm sao để có subscribe cao lên. Thì tiếng Anh, chỉ có tiếng Anh là con đường nhanh nhất để chúng ta vươn ra thế giới. Tất cả các nước trên thế giới đều sử dụng tiếng Anh, mà những cái nước mà không có tiếng Anh là chính thức ấy, thì họ rất cần tiếng Anh. Nếu chúng ta có phương pháp hai, chúng ta có cách học hai, thì chúng ta sẽ mở rộng ra kênh YouTube của chúng ta, thì lúc đó chúng ta có nhiều subscribe, có nhiều follow, là chúng ta có nhiều rất nhiều từ hoa hồng từ YouTube. Thế là chúng ta dùng nó để du lịch, để mở rộng thêm kiến thức, để làm những thứ mà chúng ta muốn, và chúng ta có thể ngồi nhà chúng ta làm mọi thứ chúng ta muốn, xong rồi chúng ta đi du lịch giải trí rất dễ, đúng không? Đó là cái cách idea của mình đưa ra, và hy vọng các bạn sẽ cùng làm với mình đó. Thì để mà làm được gì đó thì mình sẽ chia sẻ những cái resource, những cái kênh miễn phí mà hiện tại mình đang học, mình đang làm, để các bạn cùng làm theo với mình á. Với những cái kênh mà học tiếng Anh thì rất nhiều, nhưng mình thích cái kênh này tại vì ngoài học tiếng Anh được, mình có học gì làm người nữa, học về cách ứng xử nữa, học về cách những cái tình huống thực tế của xã hội nữa đó. Để đó, thì đây cái kênh này rất tuyệt vời. Kênh này thì mới thành lập ra gần đây thôi, 2020 sao đó. Đúng không? Mà sau Covid, từ Covid tới giờ là họ lên tới giờ luôn, họ lên tới 2,07 triệu subscribe thôi. Họ thì vào các bạn biết bây giờ nguồn thu của kênh YouTube này nó lên tới vài trăm nghìn đô chứ không phải là thường đâu. Đó, cũng là từ tiếng Anh, chỉ có tiếng Anh mới là lên nhanh nhất thôi. Các bạn biết tiếng Anh là các bạn làm giàu rất dễ, làm giàu có thể nhiều cách làm giàu, nhưng bắt nguồn phải nguồn gốc phải bắt đầu phải biết tiếng Anh, phải giỏi tiếng Anh.
Mình qua bên này cũng vậy, mình không biết tiếng Slovak đúng không? Mình phải dùng tiếng Anh để giao tiếp với ta. Mình phải dùng email hoặc là dùng một số ứng dụng để dịch tiếng Slovak của họ ra, xong rồi dùng tiếng Anh để nói chuyện với người ta. Đó, dùng cái công cụ Translate để nói tiếng Anh với ta, bắt buộc phải dùng tiếng Anh. Thì mình cảm thấy tiếng Anh mình cũng chỉ nói sơ sơ và vẻ giống họ thôi, họ hiểu tại sao họ cũng là dân không phải đất nước nói tiếng Anh, thì chúng dễ nhận hiểu nhau. Nhưng với chúng ta nói một cái đất nước mà chuyên về tiếng Anh không á, thì lại tiếng Anh họ cao siêu quá, họ nói mình sẽ không khó hiểu. Đó, họ nói cao cấp quá mình không hiểu, nên là mình nâng cái level mình cao lên để mình nói chuyện với những quốc gia chuyên về tiếng Anh. Đó, thì kênh này chúng ta theo dõi hàng ngày, chúng ta một có ra chúng ta cố gắng theo dõi hàng ngày, tại những cái câu chuyện rất xúc động, những câu chuyện rất tình cảm, những câu chuyện về cuộc sống đời thường, những cái sự phản bội, những cái sự tóm lại có nhân quả, theo quy luật nhân quả hết. Trên này là phần lớn là video theo nhân quả hết, cái gì có giá của nó hết, nên các bạn xem thì các bạn sẽ hiểu, đánh vào tâm lý của chúng ta hay ha. Rồi một cái số tiếp theo là các bạn cái này không thể nào thiếu được, chính là Spotlight English. Mình dùng nó có nên nhiều năm rồi nha các bạn, những cuộc đi bộ này kia là mình đều nghe nó hết, mình mở mình nghe nó liên tục cực kỳ miễn phí. Thì sau này mình sẽ cấp cùng các bạn lên này đọc nghe hiểu dịch hiểu các bạn, nó nhìn những cái công cụ có thể chỉnh tốc độ rồi xem. Tùy tốc độ như thế nào và ngồi chọn chọn ngôn ngữ thì mình chọn thì đọc hiểu rồi, xong rồi mình dùng những từ mình tra, những từ nó không biết mình translate, mình dịch bằng 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 miệng trước, mình dịch mình hiểu từng từ rất là hiểu, xong mình translate rồi qua tiếng Việt để mình hiểu lại những cái dịch kinh dịch mình đúng chuẩn hay chưa. Đó, dùng những công cụ hiện tại Google Chrome hoặc là Microsoft Edge là đã thì có thể có những công cụ này chúng ta hỗ trợ rồi, nó quá tuyệt vời rồi ha, còn xem đó. Hoặc là dùng Chrome cũng đều được ha, tại Chrome mình dùng rất nhiều chương trình của mình nên là nó không có tiện, nên mình dùng cái chương trình riêng ra để mình dùng cho việc học tiếng Anh và mình livestream cũng như mình chia sẻ những video về tiếng Anh để cho các bạn dễ hiểu. Đó, thì cái này mọi thứ nó có sao đó là đó. Grammar tool này kia là đầy đủ để chúng ta học đó. Chúng ta sẽ cải thiện tiếng Anh hàng ngày của chúng ta. Thì nó giúp ích cho chúng ta, đây nó resource miễn phí, có những cái video có những YouTube này học này, học việc này mà họ họ làm những kênh YouTube này cũng họ ngày xưa họ mặc vẻ họ phát triển lên rồi, còn xem bây giờ nó 2 300 2 213 ngàn subscribe họ làm rất rõ ha. Đó, và rất chậm, rất dễ nghe hiểu. Thì nhiệm vụ của chúng ta hàng ngày là chúng ta đọc như một bài đây, đọc hiểu hết một bài đây, xong chúng ta nghe họ đọc một lần chúng ta hiểu, xong rồi chúng ta tiếp tục nghe tiếp lần thứ hai chúng ta hiểu, nghe lần thứ ba chúng ta sẽ hiểu, hiểu từ từ sẽ hiểu nhiều lên, không nghĩa là càng nghe mà để mà nghe hiểu cho dễ hiểu nhất là chúng ta phải đọc trước cái đoạn này, cái bài tất cả bài viết này đọc dịch hiểu hết để nó vô trong não chúng ta, tất cả những gì từ vựng đó chúng ta chưa phát âm chuẩn hiểu, rồi mình hiểu được từng cái nội dung nó nói cái gì, xong rồi chúng ta nghe đi nghe lại từ những cái đoạn video thế này cực kỳ tuyệt vời ha, là chúng ta sẽ thông rất dễ, và sau đó những cái từ đó sẽ làm từ trong não của chúng ta luôn đó, tuyệt vời. Đây mình dùng suốt ha, mình dùng suốt, nhưng mà sắp tới mình sẽ cùng học với tất cả các bạn luôn. Các bạn mà thích thì các bạn cứ việc follow để theo cái kênh của mình để mình cùng nhau học ha. Rồi một cái resource tiếp theo đó là trước đây mình cũng đừng học rất nhiều trong thời gian đầu á, 2016 á, 16, 17 mình dùng đó mình học, nhưng mà sau đó mình bỏ bỏ lũi rất bỏ lũi ra lâu lắm rồi, mình không có dùng lại. Nhưng sau này mình nghĩ là cái kênh này là để cho các bạn học miễn phí ở Việt Nam á. Có từ 2016 là mình bắt đầu, khi mình về Việt Nam là mình đã join cái kênh này mình học rồi, nhưng mà vẫn không có gì đó, nó chưa có động lực để học. Lúc đó thì mình nghĩ là phải đi ra học thầy này kia rồi đó, thì cuối cùng mình nghĩ lại khi mình có được cái nền tảng rồi, mình nghĩ là cái kênh này cực kỳ hấp dẫn, dễ học, từ những người không biết gì học nó dễ, tại vì nó dạy dạy English cho người biết tiếng Việt học tiếng Anh, mỗi một câu mỗi một nội dung học là cực kỳ dễ học, các bạn có thể xem lại từ căn bản. Đây là chuyện qua ngày xưa học lâu rồi, mình học tới cấp cấp độ khó trung bình khó, trung bình khó rồi, nhưng mà mình mở lại căn bản cho bạn xem để bạn xem. Đó, ha.
Rồi xem này, học từ cái căn bản, nó kiểm tra mình sai mình sửa lại. Ví dụ trà ha, các bạn nhớ mà ngoại chưa gì bắt học đâu biết đâu, đó thấy không? Nó phát âm đúng không? Đó thấy không? Ừ. Ok, thằng các bạn xem nào, làm sao để nó nước ha, các bạn dùng qua các bạn quay xem, nó cùng là nó khá hấp dẫn ha. Ví dụ nè, nó lặp đi lặp lại, học đi học lại hoài, các bạn sẽ giỏi đó. Rồi canh đuôi chúng ta, các bạn học lên này tất cả miễn phí, còn nếu muốn thì mình có thể này đăng ký, sau này mình nâng cấp lên mình muốn đăng ký này, bắt đầu bằng miễn phí, sau đó mình tốn tiền là khoảng cỡ 600.000 một năm á, cũng 600.000 một năm. Ok, không cần thiết, miễn phí thôi, không cần phải tốn tiền bây giờ đâu. Khi nào các bạn đã cao lắm rồi thì lúc đó các bạn cao rồi thì có nhiều resource khác cao hơn nữa, chúng ta không cần phải nhất thiết phải đăng ký để tốn tiền cái này, có nghĩa là mọi thứ các bạn học là miễn phí, đừng lo chỉ tiền tiền bạc. Nếu có tiền bạc hay nữa thì cái kênh này dùng cái phần mềm mà Kindle ha, cho máy tính hoặc Kindle trên điện thoại di động, thì lúc đó mình sẽ mua những cuốn sách để mình học thêm. Ví dụ những cuốn sách này, cuốn sách này học tiếng Việt rồi này, đọc tiếng Việt nhiều lần rồi mình muốn dùng tiếng Anh, mình mua đó để mình sau này mình đọc thêm tiếng Anh này, đây là tiếng Việt đó như thế này đó. Hoặc là cuốn sách bán hàng này, là xưa mình mua tiếng Việt rồi này, mà mình mua thêm tiếng Anh, mình mua rồi đó, mình mua lâu rồi đó, cái này mình mua từ 2020 rồi đó, nhưng mà đến giờ mình vẫn chưa đọc đó. À, tại vì mình có việc cơm áo gạo tiền rồi rất nhiều cái dự án về kinh doanh đầu tư rồi làm sao để rời Việt Nam, để nó làm chiếm hết thời gian của mình thì không có. Nhưng mà giờ mình nghĩ lại, mình đi chậm lại chút, mình tập trung về ngôn ngữ trước, còn những cái việc kia mình đã học đầu tư đủ rồi, từ từ cải thiện, từ từ dần để mình đạt được mục đích. Nhưng mà khi đạt mục đích là tiếng Anh phải đủ, đủ như các bạn, đủ không cần giỏi, đủ đó, đủ để mà xử lý được cái tình huống cho những cái việc thành công mình đem tới, mà mình không đủ là coi như mình sẽ bị mất một cái cơ hội lớn mà vươn ra thế giới. Đó, bây giờ đây là lúc đó mình mua, thì với những cái này mình mua có nhiêu đô đâu, tầm có 15 đô trở lại là mình coi bằng có cuốn sách tiếng Anh như thế này rồi, 15 đô trở lại có sách tiếng Anh như thế này rồi, đôi khi đi giảm giá còn có 5-6 đô à, rẻ lắm. Cái ra mình cũng có học, mình cũng có đọc tới nhiều đó. Cái này mà đọc thời cái thời đó 2021 mình cũng đọc mà cũng cao lắm, chỉ mất 3% các bạn xem, đó là có 125 trang trong tới 5.600 trang mà họ này cũng không chưa học tới đâu hết, cái này cũng vậy. Tại mình thích đầu tư, mình học thì mình đọc thì ưu tiên những khoản đầu tư là chính như vậy. Là ví dụ này, mấy khoản đầu tư mình học từ là mình đọc nhanh, mình đọc vừa có nhiều ha, còn mấy cái mặt khác thì mình chưa. Ngoài ra mình có thể chèn cho những sách đầu tư khác miễn phí, mình không mua được mình tìm trên Google những sách miễn phí mình đưa ra mình học đó, mình chèn vô này, ví dụ là mình có thể đọc rồi sau mua những sách Việt Nam ủng hộ bản quyền như người ta đó, ví dụ là. Rồi còn một cái resource mà mình muốn giới thiệu tất cả các bạn cũng miễn phí luôn, hoàn toàn miễn phí, nổi nổi như cồn trong vòng thời gian 1-2 tuần này đó, thì các bạn dùng nó để học tiếng Anh nâng cao căn bản đều được hết. Ví dụ mình hỏi thử nó trả lời thế nào nha. Xem trả lời sao nha các bạn. Nó thông minh, nó hiểu, nó có rất nhiều nguồn, nó sẽ giúp cho chúng ta trả lời những thắc mắc mà chúng ta đó. Bạn xem học sử dụng Duolingo thấy không? Đó, chính là cái trang web Duolingo mình đã giới thiệu nãy đây này ha. Đó. Có nhiều cái trang web khác thì nó bản quyền ha. Tại mình phải chọn những cái thứ mà không bản quyền thì mình làm video chia sẻ lên này cho tất cả các anh em được, chứ còn nếu những cái thứ liên quan bản quyền thì chắc nhiều mình đưa lên sẽ bị bật ngay. Nên là mình chỉ chọn những cái sụt, những cái kênh, những cái nguồn thông tin từ những cái gì đó, một cái sụt gì đó miễn phí từ từ một hệ thống trên mạng để chúng ta cùng nhau học xem. Ừ, ha. Tiếng Anh này đó, rồi hỏi tiếng Anh đi. Xem trả lời sao không? Các bạn đẹp hay không? Từ này đi coi.
vocabulary đó ha. Đọc hoài cũng chưa chưa chuẩn đâu, bây giờ mới xem lại. Chúng ta xem nha, để chúng ta xem grammar đó, ví dụ vậy. Chúng ta học những cái từ nào lạ chúng ta có thể chưa phát âm được thì chúng ta sẽ dùng cái lời chúng ta hiểu, hoặc là chúng ta có thể thay vì có thể dùng cái này đó. Ví dụ vậy, một tiện lợi cho các bạn ha, học thì mình cải tiến thêm những cái gì mình thiếu sót mình sai á, thì chúng ta sửa lại nha. Cái từ này nhiều lần rồi mình đọc hoài mà không bao giờ nhớ, nên là mình phải chịu khó. Vì vậy mà đọc để mình tập nói hoài mới quen được, nếu không nói không đồ là mình sẽ quên hết nha. Đó là đó những cái resource miễn phí. Rồi còn ngoài ra một cái kênh khác nữa để chúng ta xử lý rất nhiều, và kênh này mình sử dụng rất nhiều ha, đó chính là cái kênh Translate của Google ha. Đó, Translate của Google mình dùng để dịch tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Slovak sang tiếng Việt, mọi người lại ví dụ vậy đó, ví dụ vậy ha. Kênh này các bạn biết rồi, ai cũng biết rồi, người Việt Nam ai cũng biết rồi đó. Đó, thì chỉ có những cái thay đổi của bạn từ hôm nay, từ đầu năm, thì cũng bằng lấy cái động lực đó chúng ta sẽ tiếp bước lên phía trước, vươn xa hơn, vượt ra khỏi vòng an toàn của chúng ta, vượt ra những thứ gì mà chúng ta nghĩ chúng ta không làm được, thì một ngày nào đó tất cả thành công các bạn sẽ đạt được. Các bạn ước mơ, tất cả những cơ hội, mọi thứ nó sẽ đến với bạn sau khi các bạn đã giỏi tiếng Anh. Khi các bạn giỏi tiếng Anh rồi, các bạn sẽ cực kỳ tự tin, các bạn sẽ muốn cái gì cũng làm được hết, các bạn đi đâu cũng không sợ hết, các bạn bỏ bất cứ một nơi nào trên trên một nơi nào trên địa cầu, các bạn đều có thể sống sót được, chỉ cần biết tiếng Anh. À, có biết biết tiếng Anh thì các bạn có thể kiếm tiền được, dù bạn không túi trong không, trong túi có tiền, các bạn có tiếng Anh thì các bạn có thể kiếm được tiền ở một đất nước nào đó. À, thì bạn có thể làm bất cứ việc gì chỉ cần có tiếng Anh, hoặc bạn có thể kiếm rất nhiều tiền nếu các bạn biết tiếng Anh và các bạn giỏi tiếng Anh. Đó là những cái gợi ý của mình. Hy vọng rằng nếu các bạn thích thú thì các bạn cứ tiếp tục comment ở dưới những cái idea, những cái gì đó mà chúng ta cùng nhau để chúng ta học tiếng Anh hàng ngày. Hàng ngày như các bạn hàng ngày chịu khó cùng học tiếng Anh với mình. Có thể chúng ta học online, hoặc có thể chúng ta học qua Discord. Chúng ta có thể làm sao để chúng ta lập group để chúng ta chia sẻ nhau cùng tiến bộ về tiếng Anh. Từ tiếng Anh chúng ta có thể học nhiều trường phái khác, nhiều lĩnh vực khác sau này luôn. Nếu như được lòng biết thì mình có thể chia sẻ cho các bạn cùng nhau tiến bộ. Còn những lĩnh vực nào mình bạn biết thì mình biết cho mình học từ bạn. Đó. Chúng đây là những lời chia sẻ của mình, gợi ý của mình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường học tiếng Anh tốt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video lần sau.